Xin thân ái kính chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Vị TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ bắt đầu phần tin Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden ký sắc lệnh thứ nhì bảo vệ quyền phá thai. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư cho rằng tối cao pháp viện không biết gì về sức mạnh của phụ nữ Hoa Kỳ khi ông ký sắc lệnh thứ nhì để bảo vệ quyền phá thai. Sắc lệnh yêu cầu cơ quan y tế liên bang cân nhắc cho phép sử dụng quỹ Medicaid để hỗ trợ đi lại sang tiểu bang khác để phá thai. Cũng như sắc lệnh thứ nhất hồi tháng 7, sắc lệnh này là để giải quyết phán quyết gần đây của tối cao pháp viện về chấm dứt quyền phá thai trên toàn quốc. Sắc lệnh chỉ có tác động hạn chế vì phía Cộng hòa ở nhiều tiểu bang đưa ra hàng loạt luật hạn chế phá thai, hạn chế thuốc phá thai và ngân sách cho các dịch vụ này. Tổng thống ký sắc lệnh chỉ một ngày sau khi cử tri Kansas bác một nỗ lực tương tự, đưa bảo vệ phá thai ra khỏi hiến pháp tiểu bang. Cuộc bỏ phiếu là chiến thắng lớn đối với phong trào quyền phá thai trong bài kiểm tra đầu tiên kể từ phán quyết của tối cao pháp viện. Tổng thống nói rằng ông nghĩ tối cao pháp viện không biết phụ nữ sẽ phản ứng như thế nào. Họ không biết gì về sức mạnh của phụ nữ Hoa Kỳ. Ông gọi kết quả ở Kansas là chiến thắng rõ ràng và rằng cử tri tiểu bang phát đi tín hiệu mạnh yêu cầu các chính khách không can thiệp vào quyền căn bản của phụ nữ. Tổng thống nhấn mạnh cuộc chiến này chưa kết thúc. Tối cao pháp viện thực sự thách phụ nữ đến thùng phiếu và khôi phục quyền chọn lựa, một quyền tòa án vừa tước đoạt. Tháng trước, ông Biden gọi tối cao pháp viện là mất kiểm soát sau phán quyết hủy bỏ Roe vs. Wade, chấm dứt nửa thế kỷ bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ. Tòa Bạch Ốc bất bình vì thị trưởng Washington đề nghị binh lính hỗ trợ di dân. Hàng ngàn di dân được thống đốc các tiểu bang trên biên giới Hoa Kỳ-Mexico đưa đến Washington trong những tháng gần đây và gây nên căng thẳng giữa Tòa Bạch Ốc và thị trưởng của thành phố thủ đô. Tuần trước, thị trưởng Washington Muriel Bowser đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden huy động vệ binh quốc gia để cung cấp hỗ trợ và chỗ ở cho di dân đến thành phố sau hành trình dài từ Texas và Arizona. Giới chức Tòa Bạch Ốc và tình nguyện viên tại khu vực Washington đang nỗ lực hỗ trợ di dân, bày tỏ bất bình và nói rằng cứu trợ là chưa cần thiết và đề nghị trên tiếp tay cho những người chỉ trích Tổng thống. Tình nguyện viên Ashley Strong đã nói rằng là những gì mà di dân thực sự cần là nhà ở, vận chuyển sang thành phố khác, dịch vụ pháp lý và dịch vụ xã hội trực tiếp với những vấn đề quân đội không được huấn luyện để thực hiện. Theo các tình nguyện viên thì đại đa số di dân đến Washington chỉ ở lại đó vài giờ hoặc vài ngày trước khi đến các địa điểm khác. Và Tổng đốc Greg Abbott của Texas và Doug Ducey của Arizona đã đưa khoảng 7.000 di dân đến Washington trong những tháng gần đây. Sáng sớm thứ Sáu, khoảng 30 di dân xuống khỏi xe bus gần nhà ga Union Station sau hành trình 36 giờ đồng hồ từ Dario, Texas. Họ gồm người lớn và các gia đình có trẻ em từ Venezuela, Colombia, Nicaragua và Cuba. Và họ đi bộ đến một nhà thờ gần đó, chụp hình tòa nhà điện Capitol và tối cao pháp viện trên đường đi. Tại tầng hầm nhà thờ, các tình nguyện viên phục vụ điểm tâm phát cho họ bằng chải đánh răng và quần áo sạch khi họ hỏi về hỗ trợ di chuyển đến New York, North Carolina và Florida. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc cho biết là việc các thống đốc Cộng hòa mà sử dụng di dân làm công cụ chính trị là một sự đáng hổ thẹn. Dân biểu Jackie Walorski và hai nhân viên tử vong trong vụ va chạm xe ở Indiana. Dân biểu Jackie Walorski và hai nhân viên của bà tử vong hôm thứ Tư khi chiếc xe của họ va chạm trực diện với một chiếc xe lao sang làn đường của họ. Bà Walorski, 58 tuổi, được Tổng thống Biden và các đồng nghiệp khen ngợi là một công chức tận tụy. Tòa Bạch Ốc sẽ treo cờ rủ để tưởng nhớ bà. Văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Eckhart cho hay nữ dân biểu đang đi trên một con đường ở Indiana chiều thứ Tư với Emma Thompson, 28 tuổi, và Zachary Port, 27 tuổi, là hai nhân viên của bà. Một chiếc xe đi theo hướng bắc tông trực diện với xe của bà Walorski, làm toàn bộ ba người trên xe thiệt mạng. Tài xế của chiếc xe kia, Edith Smucker, 56 tuổi, được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Gần thành phố Napanee ở miền bắc Indiana, bà Walorski từng làm việc tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện và là dân biểu Cộng hòa hàng đầu tại tiểu bang hỗ trợ công nhân và gia đình. Trước khi được bầu vào Hạ viện năm 2012, bà Walorski làm việc 3 nhiệm kỳ tại cơ quan lập pháp Indiana, trải qua 4 năm làm nhà truyền giáo ở Romania cùng với chồng của bà và làm sứ ngôn viên truyền hình ở South Bend. Tổng thống Biden cho biết ông và bà Walorski đại diện các đảng khác nhau và có thể bất đồng về nhiều vấn đề
nhưng bà được các thành viên cả hai đảng kính nể vì công việc của bà tại Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Pelosi cũng cho hay bà Walensky được các đồng nghiệp hai bên ngưỡng mộ vì sự tử tế của bà. Nghi phạm trong cuộc tấn công cuộc diễn hành ngày Quốc khánh tại Highland Park không nhận tội. Nghi phạm bị cáo buộc giết chết 7 người, làm hàng chục người khác bị thương trong vụ nổ súng tại cuộc diễn hành ngày Quốc khánh gần Chicago. Không nhận tội hôm thứ Tư, một tuần sau khi phía công tố công bố anh ta đối diện 117 tội danh trong cuộc tấn công. Robert Cramo ra trước tòa án quận Hackleck với 21 tội danh giết người cấp độ 1, 48 tội danh âm mưu giết người và 48 tội danh tấn công trong cuộc diễn hành tại Highland Park. Cuối tháng 7, thì văn phòng công tố quận Hackleck công bố đại thẩm đoàn truy tố Cramo những tội danh này. Phía công tố trước đó truy tố nghi phạm 21 tuổi về 7 tội giết người vài ngày sau vụ nổ súng. Tội danh giết người cấp độ 1 cáo buộc Cramo có ý định giết người, gây tử vong hoặc thương tích nặng và hành động với khả năng cao gây tử vong hoặc thương tích nặng cho 7 người đã chết. Cramo không nhận tội trong phiên tòa hôm thứ Tư. Văn phòng công tố cho biết là Cramo thừa nhận vụ nổ súng sau khi cảnh sát bắt giữ anh ta theo sau cuộc truy tìm nhiều giờ đồng hồ. Những người bị thương nằm trong độ tuổi từ 8 đến hơn 80 tuổi, mà trong đó có một bé trai 8 tuổi bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sau buổi nghe lời khai, công tố viên Eric Reinhardt không cho biết Cramo có đối diện thêm các tội danh khác hay không. Một số người đặt câu hỏi tại sao mà cha mẹ Cramo lại ủng hộ đam mê súng đạn của con trai mà chỉ vài tháng sau khi anh ta nhiều lần dọa tự tử và bạo lực. Ủy ban Thượng viện xem xét đề nghị cải cách để tránh tái diễn bạo lực ngày 6 tháng 1. Hôm thứ Tư, một Ủy ban Thượng viện xem xét các đề nghị cải cách luật bầu cử liên bang để tránh tái diễn bạo lực ngày 6 tháng 1 năm 2021 khi người ủng hộ Trump ập vào điện Capitol nhằm đảo ngược thất bại bầu cử của ông. Ủy ban Quy tắc Thượng viện đang xem xét hai đề nghị để soạn thảo một dự luật nhằm cải cách đạo luật kiểm đếm bầu cử 1887 mà cựu Tổng thống và các đồng minh của ông tìm cách sử dụng để đảo ngược thất bại của ông trước Tổng thống Biden năm 2020. Trong buổi điều trần, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar, Chủ tịch Ủy ban, nói rằng công việc của Ủy ban là bảo đảm chuyện này không bao giờ xảy ra lại. Vì ủng hộ Trump ập vào điện Capitol để thúc ép Phó Tổng thống Mike Pence lúc đó ngăn Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử. Tháng trước, một nhóm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng do thượng nghị sĩ Joe Manchin và Susan Collins dẫn đầu đề nghị dự luật xác định rõ phó tổng thống chỉ giữ vai trò mang tính nghi thức trong khi chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống. Thượng nghị sĩ Klobuchar, Richard Durbin và Angus King đề nghị một dự luật tương tự. Các dân biểu dân chủ cũng đang theo đuổi dự luật gọi đạo luật kiểm đếm bầu cử là cũ kỹ và mơ hồ. Thượng nghị sĩ Collins cho rằng các nhà lập pháp từ hai đảng lợi dụng những điểm yếu trong khi phản đối mạnh mẽ trong 4 trong 6 cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất. Các nhà lập pháp hy vọng thông qua cải cách trong năm nay khi lưỡng viện Quốc hội còn nằm trong tay phía dân chủ. San Francisco sắp hết vaccine đậu mùa khỉ. Giới chức y tế của San Francisco vào hôm thứ Tư cho biết họ sắp hết vaccine đậu mùa khỉ do nhu cầu chích ngừa tăng cao. Người dân xếp hàng dài bên ngoài điểm chích ngừa đậu mùa khỉ tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco kể từ khi tình trạng khẩn cấp y tế địa phương vì đợt bùng phát đậu mùa khỉ có hiệu lực vào hôm thứ Hai. Nhu cầu cao hơn nhiều trong nguồn cung vaccine thành phố nhận được từ tiểu bang và liên bang, và điểm chích ngừa sẽ đóng cửa trong ngày thứ Năm hôm nay. Tối thứ Tư, thì Sở Y tế San Francisco cho biết là điểm chích ngừa tại Bệnh viện Đa khoa San Francisco chích 350 liều vaccine hôm thứ Tư và cũng đã chích hơn 2.000 liều kể từ thứ Hai. Do nguồn cung hạn chế thì điểm chích ngừa không thể chích vaccine cho những người không đặt hẹn trước trong ngày thứ Năm. Nhưng những người đã đặt hẹn chích ngừa vẫn chích bình thường. Tiểu bang thông báo San Francisco sẽ nhận 10.700 liều vaccine trong lần phân bổ tiếp theo. Giới chức y tế cho biết là họ vẫn đang chờ thông tin khi nào vaccine sẽ đến. Tính đến nay, thành phố chỉ nhận được khoảng 12.000 liều từ liên bang mà thông qua Bộ Y tế tiểu bang. Sở Y tế San Francisco đề nghị 35.000 liều để đáp ứng nhu cầu. Tới đến ngày 2 tháng 8, California có 1.155 ca bệnh đậu mùa khỉ, trong đó San Francisco là 368, Los Angeles là 400 ca. Và mới đây nhất thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến về sức khỏe y tế cộng đồng tại Hoa Kỳ, toàn khắp Hoa Kỳ trong ngày hôm nay về dịch bệnh đậu mùa khỉ. Và với việc tuyên bố này thì cơ quan y tế của
Hoa Kỳ sẽ có thể thực hiện việc phân bổ thúc đẩy vaccine nhanh hơn để có thể giúp cho người dân tiêm chủng vaccine nhiều hơn và gấp rút hơn trong thời gian này để có thể hy vọng giảm được dịch bệnh về đậu mùa khỉ đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ. Và bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ, và sau vài phút thương mại sẽ là phần tin quốc tế.